nhà Khuyết Triều Sơn, nghĩa là Khuyết Minh Đường. Cái Minh Đường của nó tụt xuống đây, mọi người thấy chưa? Nó đáng lẽ nó phải có một khoảng sân, sau nó mới tụt xuống. Nhưng mà đây là nó không có khoảng sân mà nó tụt thẳng xuống luôn như này, gọi là Khuyết Triều Sơn. Khuyết Triều Sơn, Khuyết Minh Đường, Khuyết Minh Đường, Khuyết Triều Sơn, Khuyết Minh Đường. Thì cái ngôi nhà như vậy, ngôi nhà như vậy thì về tiền tài khó tích lũy, khó tích lũy, khó tích lũy. Người ta bảo là gì nhỉ? Minh đường vạn mã thì dung, nghĩa là minh đường phải rộng bằng phẳng, hàng ngàn con ngựa đỡ có thể đứng được đấy, thì minh đường mới đẹp. Nên là trong trường hợp nhà này nó không có minh đường, vì khi nó dốc xuống như này, cả khí nó sẽ tụt xuống, nó không giữ được khí, nó khuyết minh đường, khuyết minh đường. Thôi không hỏi nữa, có cái gì đâu mà hỏi. Anh Hải có cái gì đấy? Cái này nếu mà quyết nếu mà dính vào sân lớn có thể cái gì? Cái đấy em không biết vì hôm nay em không dạy phần đấy. Khó quá không dạy đâu, không trả lời được. Vì các vị là bây giờ mà em dạy cái đại cương, sau đó thì các bạn trợ lý ấy, sẽ hỗ trợ những câu hỏi này, hỏi thẳng các bạn trợ lý giúp em đấy, để không làm ảnh hưởng người khác. Thế còn cái cửa mở ra vào sơn tuổi cũng bị rồi, thế thì phải tư duy chứ. Tư duy cứ làm khó nhá, cứ xong làm các bác trên lớp ghét, nhất là mấy bác lớn tuổi. Hỏi thì không được hỏi mà cứ phải nghe hỏi. Thế bây giờ chỉ có mỗi vấn đề là em giảng, em chỉ giảng mỗi vấn đề là gì? Nhà khuyết ở phía trước. Đấy. Khuyết đã xấu rồi, nó còn vào sơn tuổi nữa thì có xấu không? Nghĩ động não thì tư duy thì trẻ mà không chịu tư duy. Tiếp theo. Thế tiếp theo là bốn bên trơ trọi. Nghĩa là bốn bên nó trống hết rồi, bốn bên nó trống hết. Đã. Như chúng ta nhìn thì hình dung là những cái ngôi nhà ở giữa cánh đồng ấy. Đấy, hay gặp những ngôi nhà về quê, làng quê hay gặp những ngôi nhà giữa cánh đồng ấy. Thì những cái nhà này chả bao giờ phát triển được. Bốn bên trơ trọi, nó gọi là cô phong độc tú, không có chỗ dựa, khó khăn về cả sức khỏe và tiền bạc. Khó khăn thì cả về sức khỏe và tiền bạc, bốn bên chơi chọn, cô phòng độc tú. Chúng ta thấy là khuyết bên trái cũng dở, khuyết bên phải cũng dở, khuyết đằng sau cũng dở. Nếu bốn bên chơi chọn thì chỗ nào thì nó về, và đặc biệt là bốn bên chơi chọn về ở trên một quả đồi đỉnh đồi nữa thì thôi rồi, chắc chắn nó sẽ vô cùng xấu. Thì trong cái hình thế đấy thì không thể được. Thì trong trường hợp này xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Chúng ta có thể trồng cây xung quanh nhà để làm sao cho nhà có thiếu điểm tựa, cho khí nó giữ lại, nó tàn lại. Khi nó phải tàn lại thì nó mới vượng. Khi nó phải tàn lại thì nó mới vượng. Chứ nếu không tàn lại thì nó không vượng. Nếu chúng ta không giữ được khí thì nó sẽ không vượng được. Thì nguyên tắc của ta là gì? Là cái tư thú này nó phải làm thế nào mà để cho khí nó được tàng lại, nó được giữ lại. Chứ trúng thấp đều hỏng. Cơ hội vàng, học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học Đại Đạo Chí Giản Phong Thủy Cổ Học, ưu đãi 80%, chỉ còn 480.000 đồng.
Phong thủy khoa học, khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi thạc sĩ phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập Phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học. Tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại đạo trí giản, phong thủy cổ học giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay Đại đạo trí giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288 887 7778. Website daotao.phongthuydainam.vn. Đăng ký ngay.